Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đến nhà ông Bẩm đi xem gia đình của ông bất bí. Đây. Đây đi. Quả này thì ông Quỳnh lại ăn ra về 3 tấn rồi. Ăn ra 3 tấn không? Sao bọn nghỉ sớm vậy? Hết thì còn đâu? Đây này. Đấy, em giao cho bứt đâu? Bứt rồi. Không, không thổ ra. Thằng mấy điệu thằng kia vào à? Đi mẹ vào mà đéo đem cá đem kiếc vào với rượu vào để uống. Mai cái cân à? Mai cân. À không, cái khoát đấy 2 quả không? Địch mẹ. Hả? Ờ, mắt 2 quả đấy. Khi địch mẹ cái dây bí này hát nhỉ? Anh lấy giống chưa? Giống đã thấy nó đưa cặc luôn. Ôi giời, quên mẹ nó đang quay clip này nó. Về thì chỉnh sửa lại video là xong. Trích bông bứt xong chưa? Trích bông chắc phải 3 tấn nhờ. Hả? Nó bóng bí lắm mà nó đậu ít hơn đây trên đây. Tôi bứt cái này thì mẹ bây giờ còn lại còn hơn đây nữa. Đây là bị chết nhà này thế đấy. Cắt vứt mẹ ra đi, xem nó chết cái quặng nào, cắt luôn cái quặng chết đi để lây. Nó bảo bí này nó sao? Nó đậm ít hơn. Quả xanh xanh mà đó lằng bứt đi. Không, mù xanh rồi bứt cái này, đúng cả quá này, nó bí trong này thế mà. Bứt luôn ra ngoài, cái loại dây hay lây, chết xanh đấy. Các bạn biết cái gì mà quay ông Quỳnh không? Quay không nói gì à? À, đấy ông chỉ mà quay này. Quay không? Vào đây. Đây. Đây đây. Vào đây. Không đâu. Để đây quay bí đây đây mà. Quay đây này. Nhà, quay chỗ đẹp này. Mắt 2 quả này. Đấy. Để đây ông vào. Đấy. Đây này. Bí giống mới đây này. Một mắt 2 quả này, đấy, thấy chưa? Đấy, bà con học tập ông Quỳnh cho mà chồng nhá. Đấy, bí này là bí giống mới, bí của Mỹ đây. Bứt con nửa vườn mà được 3 tấn này này. Đấy, đây này. Nhìn quả xa như này, ông không cho ăn phân vào là rụng hết rồi này. Đấy, thấy chưa? Đấy. 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 Quay cháu đây này. Đấy. Quay clip đây. Đấy. Ấy trời đấy. Đấy. Những quả to tướng này kia, cái quả này không bứt đi không? Quả này nên bứt được đấy nhỉ. Nhìn to vậy cơ mà. Thôi thì phải đặt con luôn, để sau. Đấy, dậy bí kìa. Đấy. Quả bứt ra đấy. Nhìn thấy không? Hơi xa nhỉ. Đấy, bớt thu hoạch để trong rãnh này nha. Đấy, cầm đi xoay một lượt đi xuống chỗ bà ngoại đang bớt đi. Để nói mày chứ. Bảo bí đấy, các bác thấy không, bí nhiều bí không? Bí đẹp không?